6 tháng đầu năm, các lực lượng công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra khám phá 334 vụ, bắt giữ 889 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thu hồi tài sản khoảng 5,8 tỷ đồng, phát hiện 119 vụ, 145 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng, thu trên 1.000 kg pháo nổ và các vật chứng có liên quan, bắt giữ 833 vụ, 973 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu hơn 560 gram heroin, hơn 1.886 gram ma túy tổng hợp, bắt vận động đầu thú, thanh loại 26 đối tượng truy nã, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các sự kiện lớn của đất nước, của địa phương và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước về thăm, làm việc, đi qua địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Trường, sinh ngày 12 tháng 9 năm 2004, trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Xuân Trường từng là nạn nhân, bị lừa sang bán ở Campuchia sau đó trở về Việt Nam. Đầu năm 2024, do không có việc làm nhưng muốn có tiền ăn tiêu, Trường móc nối với một số đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia tiến hành dụ dỗ, lôi kéo những nạn nhân chủ yếu là thanh niên trẻ, dưới tuổi chưa có kinh nghiệm sống, sang Campuchia làm việc bằng những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ lương cao, trừ chi phí ăn ở, mỗi tháng có thể bỏ ra được từ 20 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sự thật là khi sang Campuchia sẽ bị đưa vào những khu vực của người nước ngoài phải làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày và không được hưởng lương. Khi lừa bán được những nạn nhân sang Campuchia thì Trần Xuân Trường được hưởng lợi từ 3 đến 5 triệu đồng một người. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, khi Trần Xuân Trường đang trên đường đưa hai nạn nhân vào thành phố Hồ Chí Minh để bán sang Campuchia, thì bị Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại giải cứu thành công hai nạn nhân. Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án đối với những đối tượng liên quan. Công an khuyến cáo người dân, nhất là những thanh niên trẻ, nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại nước ngoài bằng những lời hứa, việc nhẹ lương cao, vì rất có thể bản thân mình sẽ trở thành những nạn nhân của việc mua bán người như trên. Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi giả danh công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Cụ thể, Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận đơn trình báo của anh T, trú tại Cầu Giấy, về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh là cán bộ công an. Người này yêu cầu anh cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Tin tưởng, anh T đã cài đặt và phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng. Anh T sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị các đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó truy cập vào tài khoản chuyển hết tiền của bị hại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung Điều 27 Luật Thi hành án hình sự 2019 về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân theo hướng bổ sung quy định về phạm nhân có quyền được hiến mô một phần bộ phận cơ thể, phạm nhân có quyền được tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Ngoài nội dung trên, Bộ Công an còn đề xuất bổ sung một điều quy định về tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam theo hướng quy định về nguyên tắc việc tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, trách nhiệm của trại giam, tổ chức hợp tác với trại giam, thực hiện tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Các trường hợp phạm nhân không được đưa ra khu lao động hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, nơi có trại giam và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã, nơi có khi lao động, hướng nghiệp, dạy nghề trong thực hiện quy định này. Đặc biệt, Bộ Công an còn đề xuất sửa đổi bổ sung Điều 28 Luật Thi hành án hình sự 2019 về tiếp nhận người chấp hành án phạt tù theo hướng bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân trong trường hợp chưa có thông tin.
Trong khi đó, theo quy định hiện hành Điều 28 Luật Thi hành án hình sự 2019, việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù được thực hiện như sau. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện được chỉ định thi hành án phải tiếp nhận người chấp hành án phạt tù khi có đủ hồ sơ quy định. Khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra thông tin để xác định đúng người chấp hành án phạt tù theo quyết định thi hành án của tòa án, lập biên bản giao nhận người chấp hành án phạt tù, biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu, kiểm tra người chấp hành án phạt tù, kiểm tra và xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam. Tổ chức khám sức khỏe cho người chấp hành án phạt tù và trẻ em dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam nếu có. Giải thích quyền, nghĩa vụ của phạm nhân, phổ biến nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. Cơ quan tiếp nhận phổ biến cho phạm nhân chỉ được đưa vào buồng giam những đồ dùng theo quy định, trường hợp có tư trang chưa dùng đến, có tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý thì phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện quản lý, không được sử dụng tiền, giấy tờ có giá trị tại nơi chấp hành án. Việc phạm nhân mua lương thực thực phẩm và các hàng hóa khác để phục vụ đời sống sinh hoạt tại nơi chấp hành án được thực hiện bằng hình thức mua qua sổ lưu ký. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do bộ này quản lý, trong đó đề xuất 10 nhóm đối tượng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người phục vụ người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.